thì một trong những sản phẩm đó mà Dược Sĩ Minh hay so sánh để cho các em học và các nhân viên của Dược Sĩ Minh cũng giống như cộng tác viên, thì ở đây nè quý vị thấy nè, một sản phẩm có quý vị thấy không, hai nè, 2.10, 8.10 CU đó, đó là gọi là đơn vị của lợi khuẩn nè, Lactobacillus KCE, rồi xong rồi tới HA108, rồi tới một cái chủng thứ hai là Lactobacillus acido, thấy không quý vị thấy không? Rồi HA122, hai cái chủng này cộng lại là 10 tỷ. Thì cái số lượng nó cực kỳ nhiều để giúp làm sao? Nó có lợi để vấn đề sản xuất, nó có lợi để vấn đề này và vấn đề kia. Thứ hai nữa, hồi nãy chúng ta có thấy rằng á, chúng ta bổ sung một chất xơ, bởi vì chất xơ này là cho lợi khuẩn ăn. Lợi khuẩn ăn mà không phải là cho mà được đâu, mà phải có cái cơ chế mới cho vô được, là arabinogalactam 250 mg. Và thứ ba nữa, chúng ta sẽ thấy rằng các cái vi khuẩn nó sẽ làm sinh ra các vitamin B1, B2, B6, BB, B12. Khi chúng ta bị tiêu chảy, khi chúng ta bị rối loạn tiêu hóa, khi chúng ta bị táo bón, thì thường thường các hệ vi khuẩn này là do các cái con nó sinh ra nè. Bây giờ nó bị tiêu chảy rồi, nó thiếu, thì do đó nếu một sản phẩm nào chứa đủ hội đủ ba thành phần này thì hầu như sản phẩm đó là ok, hầu như là sản phẩm là ok. Như vậy Dược Sĩ Minh giải thích thêm một lần nữa để cho quý vị thấy rằng chi là gì, Lactobacillus đúng không, loài là Lactobacillus có thêm là L là viết tắt Lactobacillus acido, nó rất là nhiều loài, là nó xuống tới chủng á là Lactobacillus acido và HA122. Đây là một vấn đề được vấn đề phân loại theo kỹ thuật là chiết tách ADN, không phải công ty nào cũng làm được. Do đó khi chúng ta chia sẻ một bài giảng, khi chúng ta hiểu một sản phẩm, chúng ta mức độ an toàn của một sản phẩm rất quan trọng để chúng ta bổ sung, không ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, không ảnh hưởng tới vấn đề bệnh nhân, không ảnh hưởng gánh nặng thêm vấn đề là hệ tiêu hóa nữa. Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Đối với một số hiện tại, đối với một số sản phẩm mà trên đây là đây là một trong những sản phẩm là có theo công nghệ là Tidaline hay còn gọi là bất hoạt là gì, thì quý vị thấy là trên cái dạng ở trên màn hình của chúng tôi á, là nó có dạng bào tử, thì giống như là trong bào thai vậy, khi cũng còn 5 phút nữa thì trong bào thai vậy, thì nó giống như trái chín vịt lộn vậy, các cái con lợi khuẩn cũng vậy, đem lên thạch nuôi nuôi ở dạng hộp vịt lộn vậy đó, chúng tôi đưa ra thì trên sản phẩm hình như ở trên Robby tôi được nghe là có một dạng sản phẩm ở dạng bào tử này rất hoan nghênh BDB, bởi vì sao có sản phẩm này thì ở dạng bào tử này nó giúp cho bảo vệ qua cái hàng rào của vấn đề là axit dạ dày, để nó bảo vệ làm sao cho các con này không bị chết bởi cái axit dạ dày, rồi nó đi vô ruột, nó đi vô bao tử và nó phân bổ ra, mà chức năng của nó làm gì, nó phân bổ ra. Rồi một dạng thứ hai nữa là gì, thì ba khi cái con bao tử này nó lớn lên, nó già hầu như giống như Sĩ Minh là 40-50 tuổi là bắt đầu cái pha trưởng thành rồi, thì nó lớn lên chỗ này thì tụi tôi mới hốt nó lại đi phân lập ra, con có con thì tên Minh, thì con thì tên Cường, thí dụ vậy, chúng tôi phân lập nó ra rõ ràng và chúng tôi đi cô đặc và chúng tôi đi ổn định nó và nhân bản lên, làm sao đó chúng tôi bắt đầu đi sấy ở nhiệt độ là vấn đề xử lý nhiệt từ 85 cho 70 độ C, thì đó là một trong những dạng tuyệt đối an toàn gọi là men vi sinh bất hoạt. Thì trên thị trường chúng ta sẽ có các cái dạng, thứ nhất là bào tử, thứ hai là men sống, thứ ba là men bất hoạt. Đối với những nhà BDB nào có dạng bào tử là một trong những nhà BDB rất hết sức là tinh tế và rất hết sức là đầu tư để làm sao có những dạng này rất khó làm và hầu như không phải ai cũng làm được. Còn dạng men sống thì rất là nhiều. Và một trong những cái tự hào và chúng tôi cũng có những cái công nghệ về vấn đề là men vi sinh bất hoạt để làm sao giúp cho chúng ta ổn định là đưa chúng ta vào. Thì một lần nữa thì có một số sản phẩm về men bất hoạt á, là chúng ta chứa làm sao cho các cái lợi khuẩn là nhiều nhất, thứ hai là chứa các nhóm vitamin B, thứ ba là phải chứa các vấn đề là chất xơ. Do đó có một số sản phẩm trên thị trường chỉ điều trị vấn đề, chỉ hỗ trợ cho vấn đề là táo bón, có những sản phẩm lại hỗ trợ trong tiêu chảy, nhưng đối với những sản phẩm mà chứa chất xơ trong đó
dạng chất sơ hòa tan này, thì những sản phẩm đó lại có hai tác dụng: uống cho điều trị về vấn đề tiêu chảy mà uống cho vấn đề táo bón. Đây là một trong những vấn đề là cơ chế bào chế cực hay. Ở trong BDM, ở trong Robby thì có một sản phẩm như Netgo là hình như đạt được cái công nghệ là bào tử. Còn những sản phẩm khác thì dược sĩ Minh chưa có bài viết về vấn đề những sản phẩm này, thì không biết là những sản phẩm đó là ở những dạng nào. Thì đối với chúng ta, khi chúng ta có một những sản phẩm, nếu mà các BDB khác mà có đánh giá một cái hệ thống, có những cái thử nghiệm về lâm sàng, có những nghiên cứu quan sát và có những cái phân tích sản phẩm mà tỷ lệ ADN như vậy là một trong những cái là chúng ta có quyền lựa chọn. Như vậy đối với hệ mà chúng ta gọi là lợi khuẩn, thì chúng ta bổ sung để giúp cho một cái hệ thống men tiêu hóa khỏe mạnh. Thứ hai, chúng ta kết hợp trong vấn đề là điều trị kháng sinh. Thứ ba, trong vấn đề là điều trị táo bón. Thứ tư, chúng ta có trong những vấn đề mà ruột kích thích đau quặn. Thứ năm, thì chúng ta là những cái dạng mà quý vị thấy là những cái em, những người mà người lớn tuổi dùng sữa mà hay bị tiêu chảy đó, là những cái dạng này chúng ta nên bổ sung các vấn đề men này. Rồi thứ sáu là chúng ta áp dụng phối hợp trong vấn đề điều trị viêm dạ dày loét, trong vấn đề là HB là cực kỳ hay. Bởi sao? Nó giúp cho vi khuẩn ổn định. Và cái con HB như vậy, HB thì nó tiết mà nó ăn bằng cái vấn đề prota. Do đó những cái lợi khuẩn này, hôm nào thì sĩ Minh sẽ có một cái bài nói về vấn đề là loét dạ dày để phân tích thêm cho cái việc tại sao mà vi khuẩn, lợi khuẩn của chúng ta rất là tốt cho vấn đề HB. Rồi nâng cao cái sức đề kháng, tại sao vậy? Là tự nhiên lợi khuẩn lại nâng cao sức đề kháng, tăng miễn dịch. Hồi nãy quý vị thấy rằng nó có sản xuất ra hệ thống vitamin B. Nếu không có lợi khuẩn này, chắc chắn quá trình chu trình chuyển hóa và chu trình thiết yếu của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng. Do đó chúng ta bổ sung thì nó gọi là dây chuyền thiết yếu trong dinh dưỡng của chúng ta. Rồi trong các vấn đề này là lý do trong đường tiết niệu cũng vậy. Khi chúng ta bổ sung thì các con này nó sẽ ổn định cho hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu, thì chúng ta sẽ có một cái hệ tiêu hóa và tiết niệu ổn định. Đó là lý do. Và trong vấn đề mà chuyển hóa thì cực kỳ quan trọng. Thì thường thường là dược sĩ Minh hay cũng lại hay phối hợp trong vấn đề mà chuyển hóa là béo, tức nghĩa là lúc này nó không giảm cân nữa quý vị, nhưng mà nó gọi là chuyển hóa vấn đề là mỡ, chuyển hóa vấn đề là mỡ trong và chuyển hóa vấn đề là đường gluco, giống như nãy dược sĩ Minh trình bày với quý vị. Rồi trong vấn đề mà viêm da thì có những con nó sẽ gọi là giống như là viêm môi bên miệng, đó là nó gọi là lở lét do niêm mạc, đó là herpes. Hoặc là những cái trường hợp mà nó bị diễn viêm da miệng lở lét này, nó gọi là viêm da, cho một số con nào đó chúng ta có thể là bổ sung vấn đề lợi khuẩn này được. Như vậy dược sĩ Minh xin nói lại, đối với là thực tiễn chúng ta dùng là những cái dạng lý do là những dạng nước là dễ phân liều là chúng ta nên dùng. Thứ hai là chúng ta có thể dùng mà với bất kể được sản phẩm nào trên thị trường là chúng ta dùng cực kỳ tốt. Thứ ba là phải an toàn, và cái con lợi khuẩn nó bổ sung bao nhiêu nó cũng an toàn, bởi vì nó bất hoạt hoặc là nó ở dạng bào tử nào đó, thì đây là cơ chế chắc chắn những dạng này sẽ mắc. Thứ năm là nó sẽ bền với là nhiệt độ và không có bảo quản ở nhiệt độ thường, để bình thường như vậy nó không bị chết. Rồi thứ năm là chúng ta phải có những sản phẩm kết hợp với chất sơ hòa tan, quý vị để ý một chút xíu thì quý vị sẽ thấy. Rồi là tác động hiệp đồng với các nhóm vitamin B, đặc biệt là công nghệ bào chế, chúng ta phải nói tới công nghệ bào chế và có những tài liệu nghiên cứu khoa học. Rồi khi chúng ta phân lập như vậy chắc chắn nó sẽ không có pha trộn giữa nấm. Nhiều khi chúng ta uống một sản phẩm không chất lượng thì chắc chắn chúng ta sẽ đem nấm men vô luôn, bởi vì chúng ta cấy trên môi trường rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Rồi đặc biệt là một trong những cái mà dược sĩ Minh nên nhắc là đối với những nhà mà BDB thì chúng tôi luôn luôn có những sản phẩm làm sao mà được định tính bằng công nghệ ADN. Để phân biệt thì quý vị nên, trên thị trường quý vị thấy là có 3 dạng. Một là dạng men bất hoạt là tôi mới nói. Thứ hai là dạng men sống. Men sống thì hầu như là nó bị chết khá nhiều, mà là bào tử men. Vì bào tử men này thì ở trên Robby chúng tôi có thấy một sản phẩm bào tử men, hình như là nhà cung cấp BDB Netgo, là dược sĩ Minh có một lần được nghe chị giảng bài, nhưng mà quên mất là thì để nào dược sĩ Minh sẽ
Coi lại một chút xíu nữa thì nói sâu hơn về sản phẩm Nesgo này, nhưng mà sản phẩm Nesgo này hình như là một sản phẩm có chứa bò thiểu men cực kỳ tốt và ổn định. Thì chắc chắn là những cái dạng này thì Dược Sĩ Minh cũng đem về công ty, mà Dược Sĩ Minh cũng giới thiệu cho các nhà thuốc để cho quý anh chị nhà thuốc có những cái cơ hội được tiếp cận với những sản phẩm tốt trên thị trường mình hơn. Còn men sống thì thực ra thì trên thị trường rất là nhiều, những dạng gói, những dạng gì thì đây là những dạng là đi vào bao tử thì hầu như là số lượng men nó chết rất là nhiều. Một dạng nữa là Dược Sĩ Minh mới nói là dạng fermentic thì nó chứa một cái dạng men bất hoạt hầu như là an toàn rất là cao để giúp cho chúng ta có những cái hướng điều trị tốt. Rồi đối tượng sử dụng thì chúng ta biết rồi ha, những cái đối tượng nào nó liên quan trẻ em thì táo bón tiêu chảy ha, những người rối loạn và những người đối tượng hồi nãy như Dược Sĩ Minh đã nói rồi. Thì phần trình bày của Dược Sĩ Minh hôm nay đến đây là có một chút xíu về củng cố lại kiến thức về Nesro cho thị trường, cũng giống như là có những cái kiến thức chia sẻ về sự khác biệt giữa men và enzyme, men tiêu hóa và men vi sinh. Men tiêu hóa quý vị nhớ là Dược Sĩ Minh một chút xíu là những cái enzyme nó đưa vào trong cơ thể để cắt ra, do đó khi chúng ta bị thiếu những dinh dưỡng buộc chúng ta phải bổ sung enzyme trước đã, rồi sau cái đó chúng ta phải bổ sung vi sinh, là hai cái này nó phối hợp. Và trên thị trường có những dạng enzyme được bổ sung trong sữa, có những dạng enzyme và men tiêu hóa được bổ sung trong Nesgo cũng vậy, có những cái axit amin, vitamin, khoáng chất, thì đây là những cái dạng mà quý vị nên dùng mà nên thường xuyên. Và tại vì nó có chứa đầy đủ các cái vitamin, khoáng chất, axit amin, còn với luôn là vấn đề là dạng bào tử là một trong những dạng là rồi là rất là tốt trong cái sàn thương mại điện tử Shopee. Thì đó là những sản phẩm mà Dược Sĩ Minh có thời gian nghiên cứu. Rồi vi sinh, men vi sinh thì những sản phẩm nào theo tiêu chuẩn đó, nếu mà quý vị cần thì Dược Sĩ Minh sẽ gửi slide để giúp chúng ta có những điều kiện kinh doanh tốt hơn. Thì một lần nữa thì Dược Sĩ Minh xin chân thành cảm ơn, là cũng gần 9 giờ nhưng mà số người tham gia rất là đông, còn tới 40 người, thì đây cũng là một trong những cái quý vị đại lý cũng giống như là quý anh chị em cũng giống như là quý nhà thuốc cũng rất là đam mê về sản phẩm, đam mê về kiến thức để chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ. Thì nếu quý vị có câu hỏi nào thì xin là cho xin hai người, còn nếu mà không có thì cho phép Dược Sĩ Minh là qua mini game. Thì giờ là cũng 9 giờ rồi thì quý vị cũng phải nghỉ ngơi. Quý vị nghỉ ngơi thì giờ Dược Sĩ Minh xin gặp nhau.